Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt ở quận 4. Phía bên đây của căn nhà là một chung cư khá là mới ha, nằm trên đường Nguyễn Khoái của tập đoàn Novaland nè. Đây là đường Nguyễn Khoái ở quận 4 ha quý vị. Buổi sáng khoảng tầm 9 giờ. Rồi, hôm nay thì Lý Hương đi qua quận 4 ha. Ở phía đây cũng có một số những cái hình ảnh tranh an toàn lao động. À, em toàn lao không. Nhầm. Thi đua thành tích gì đây. Hôm nay Lý Hương ăn cháo lòng, mời quý vị vô quán cháo lòng này ha. Ở bên quận 4 thì giá khá là mềm. 25k thì có một phần cháo lòng rồi. Cháo lòng ba phương. Đây thời gian phục vụ là từ thứ hai đến thứ bảy là từ 7 giờ sáng tới 21 giờ. Có thể là đặt hàng luôn ha. Đây là một con hẻm ở hẻm 64 đường Nguyễn Khoái bên quận 4 ha. Đây quán cháo lòng ba phương. Nằm ở số 64-2 Nguyễn Khoái ha. Cháo lòng. Đây. Và Lý Hương ăn với lại mấy người bạn của Lý Hương. Hello. Chị ăn thử chưa? Vị được không? Vừa ăn thôi. Vừa ăn, ngon. Dạ, đây phần cháo lòng. Phần này là 25 ngàn hả chị? Dạ. Dạ. Còn cái phần lòng nè chị? Đính chung luôn á. À. Đính chung luôn á hả? Là cái tô này với lại cái này á hả? Tính theo đầu người. Dạ. Nhìn về thấy hoành tráng hơn ha. Xin mời cả nhà. Dạ. Xin mời cả nhà nha. Thank you.
Thank you.
đá, ba giờ đá, một trà, một đá. Rồi, đấy buổi sáng của Lý Hương. Bye bye quý vị nha. Bye bye cả nhà.